Máu đỏ kêu em nha. Nói xe không rồi nha anh em. Rửa cây rồi nha. Máu vàng nha. Máu đỏ kêu nha, máu đỏ kêu nha. Ba máu rồi nha. Anh em bật tiên chiến nha. Ê, đụng má ai lên kêu phút nhỏ tiên chiến đi nha. Chắc cũng bị máu đỏ nha, máu đỏ nha. Biết rồi, biết rồi. 3 giờ tập trung anh em ơi. Qua 3 giờ tập trung. Qua 3 giờ tập trung, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. 3 giờ tập trung, đứng lại. Nhích, nhích, từ từ xuống. Đúng rồi. 3 giờ tập trung, 3 giờ tập trung. Nhích, nhích xuống anh em, nhích, nhích xuống. Tiên chiến ra phút nhỏ ơi. Nhích xuống bot, anh em, nhích xuống bot. Tiên chiến ra phút nhỏ. Tiên chiến, tiên chiến ra. Tiên chiến phút nhỏ ơi. Tiên chiến, tiên chiến, tiên chiến. Tiên chiến phút nhỏ. Tiên chiến. Có đồ phẫu mình biết anh em ơi. Bật auto nhạc đầu hết. Ai đạp vô, đứng ngoài đạp vô. Đứng ngoài đạp vô. Đạp vô anh em. Nó chết hết rồi kìa, nó chết hết rồi kìa anh em ơi. Đạp vô anh em ơi. Chỉnh auto nhạc đầu anh em ơi. Chơi chào anh em nha, chào anh em nha. Kìa nó tan rồi kìa. Đang chỉnh giờ dứt một cái rồi mình chơi anh em. Lọc đít nó lên, lỗi lầm hết mẹ rồi. Anh Lê. Đúng cho nó về luôn anh em ơi. Một tuần thôi, ba nhạc. Ba nhạc được đồ không? Để cho nó về đi, từ về đi, quýnh nó làm gì? Đủ mẹ lên, chết rồi lên, nó hết sạch luôn, còn gì nữa đâu luôn. Không, ban mình sẽ có người lượm được. Để tôi ẩn, ẩn vô cái này rồi. Một lần, bài cả. Không, auto tốt nha. Anh em ơi, trong xe bản minh này ai chưa nhận hồ sơ về chưa nhận su về tạch cổ chẳng em phạt. Ok, bị quýnh nha. Tạm với 20 nó không phạt rồi nha anh em. Phát áo kìa Phúc ơi, phát áo kìa Phúc ơi. Phát trận độc Covid kìa. Phải lên nhập thiền không? Thì có vẻ là nó bỏ thiền anh ơi, bỏ giải trí xíu nha, giải trí xíu rồi mình chuẩn bị vô đánh nha anh em. Tại không được cái đừng có lên mặt nhỏ lên. Ủa sao cái xe nó bay vậy ta? Anh Lê cười nhặt, anh Lê cười lóc ắc ra anh được anh môi chi anh cho một ắc đó buồn bã chân rồi anh em ơi, ai chưa nhận được hồ chờ đi về cầm cầm con Nga Mi lên thiền luôn anh, dính trong thiền về anh. Ờ đây 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 bé 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 ơi. Đúng, đúng đây bé ơi, kệ cho bọn anh lên được tí anh em mình nhắn. Đưa anh ít tiền dạng Phúc ơi. Thật cô chẳng anh. Ý lên lùa cái một thôi độc bá không mà. Hết phù luôn kìa. Ủa sao cái xe nó không về ta? Thật cô chẳng anh chóng ơi. Ok ok ok, chó sâu luôn nha. Để này mua cái nữa đã. Để mua cái thuyền cái đã. Trời ơi, đại lý thạch cổ chứ làm gì đây. Bỏ thuyền thì Lâm ơi. Bỏ thuyền đi. Bây giờ lên lùa phát thôi mà. Tài ơi, cảnh ghê. Tài ơi, nhảy lên cái áo cho đọc một biết các bạn anh chứ. Dạ. Đi ra nè. Sao em áo vàng em không phát áo luôn đi Nghĩa. Em xuống dưới rồi. Mày nhảy lên mày không? Thôi để cho tôn này 502 hả? Biết 502. Độc tôn duy ngà ác của ai? Nó biết, người của bạn thôi. Độc cô VIP là bạn của anh Nghĩa đó. Độc cô Duy Nghĩa có chân ặc của Dũng cả cao. Độc cô Duy Nghĩa khác nghe, độc cô VIP là bạn anh nghe Tài, ý nghe Phúc. Ôi, phát 300 xu luôn, giàu thiệt. Không, ặc đầu bỡ màu xu cho em nha. Ok ok. Con giữ xu rồi để trong ặc cho người ta nha. Đi cà hồ chờ cũng anh Hải Tuân rồi. Anh bơm tâm trăm rưỡi xu là được rồi đó. Em ơi, hôm nay anh em đánh cố gắng combo lấy cái điện kinh hoặc cái lông an cái kiếm cái vòng anh em ơi. Lâu lắm rồi anh em ơi. Bữa nay có sói chỉ đạo kìa, bữa nay sói chỉ đạo này. Cô biết giao dịch anh. Kiếm cái vòng hoàng đế.
Để chuyển auto cái này. Là hết công chứ công. Mua thân hình phu giúp em luôn nha, em không phạt thân hình phu nha. Không phạt su luôn đây. Hôm nay mình chỉ đạo nên mình không có đánh nha anh em. Mình chỉ chỉ đạo thôi, không có trả lời anh em được đâu. Anh em thông cảm giùm mình. Mua sai anh. Mày cái đắt xe ở dưới anh, cỏ cát quá sơn nữa. Thế làm gì bé? Con ai chưa nhận hồi tờ chứ Hòa Long đâu? Hòa Long thấy bỏ đi tắm rồi. Đang chỉnh xe con thù cái anh em. Chỉnh chụp kìa. Ok. Con chu điện được mua bao tiền nhỉ? Okay. Con gì? Chuyện gì nữa? Thử nha, test thử nha anh em. 15-20 xu gì đó. Để tắt cho đánh người đây. 20 xu rồi. Đánh thêm ngũ hành, để dễ hay mọc lên. Kim tôi xóa luôn. Thủy hỏa. Hạ xuống. Ok. Ôi, thằng người nha. Tắt lên quán nữa nè. Nha, để lên giòn cho. Hả? Ok đó. Thôi người ơi, thôi bé ơi, người nhà bé ơi. Tại quá trong địa khác bị con kiểu mua đôi trong lô chứng từ cả chứ. Chị anh. Quá trong địa khi à khác bị con kiểu mua nó không có trong lô chứng từ cả. Các em không biết anh ơi. Đó. Đồ mẹ nó chết. Ghê vậy? Ông mua muốn lại luôn mà bé. Anh kia em coi rõ mà anh em. Cứ coi thử coi anh em chat coi rõ không. Má đã bà hồi lắm. Mấy hàng đó là vậy. 8:30 mới đánh nha anh em. Hoa sen ai cầm vậy? 8:30 mới đánh nha anh em. Để tôi lấy cái password ra đã. Đi nhìn xe có hạt nào đó. Quay bên đại kìa qua đấy chứ không mua nó là nát rồi. Quay của tôi chín rồi bé ơi, để lên trước bé nha. Chưa đây anh. Tôi copy cái bát lấy cái app này ra rồi. Ôi dạ, nhiều tội đây rồi. Mà không có bắn cái app nào lên đây mà để lại à? Để đánh. Đây là 522 đúng không ta? Đem một cái cùi đấy nha, đúng nơi. Tránh cái app qua cho của em nha. Qua sẽ làm nào. Anh nha, đứng đi, đi bé ơi, để làm hết mấy cái bọn này đấy. Rồi, làm để hết đi. Rồi, em đối với anh gì đấy? Đối màu chứ. Bên kia đối màu. Đối màu, ai đối màu với anh Trường, đối màu anh Trường. Được bắt gì? Coi bị em cái Phúc ơi. À. Đang mò cái bách khóa nữa nè. Đổi màu mà. Thảo ơi, hôm nay là tôi chỉ huy đó ông nội. Hôm nay tôi chỉ huy đó, đánh nó sẽ khác hơn nè. Anh em đang khăn boss đầm đầu hay gì. Rồi. Rồi xong. Cúp đi. Cúp đi luôn. Để mình đừng muốn cái nha. Bé chạy ra cái đâu rồi? Rồi chạy rồi. Chạy đi. Rồi đi vô đánh thử coi. Đánh đó đánh cho. Chi. Đi đâu? Sao cái dàn xe nó ra thành rồi thì thành khác nó ăn bậy đi đó. Đừng muốn là Hoa Sơn nha. Hoa Sơn đi đâu? Để lại, Hoa Sơn để lại. Đặt tên đi. Không có nạp nữa anh.
Ủa biết anh đâu rồi? Anh chắc đầu xét rồi. Rồi, đi về. Hẹn chưa? Đi về, để Hà có anh Sơn nó lại đi. Đi về. Đục cố thứ hai á. Ừ anh. Rồi ok. Ủa công hành nào ổng về đâu nhận hỗ trợ vậy anh em ơi? Thật cô trứng anh. Vô sẽ bây giờ sẽ vô chạy hết các thành nữa coi. Chạy hết các thành nha anh em. Trời quên không được. Đánh nó đi đủ quá coi anh em. Cổ Lâm Nghệ Sử hôm nay không có báo danh nên không có đánh đâu. Bạn Hồng Hưng không có báo danh nha anh em. Hồng Hưng không có báo danh nên không có đánh. Mẹ mày. Không thú cho. Đi coi có ai on không. Cẩn thận Ninh nè. Đẩy cái dàn xe ra. Tài đẩy dàn xe ra cho ông lùn gì đó đè đạp chết liền rồi Tài. Bắn cái này vậy. Xe ra bật ngửa chết liền rồi. Lần này là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 32, 34, 35. Cái bách khóa là gì hả Phúc ơi? Phúc ơi. Phúc ơi. Anh Mr. Lịch Lãm ơi. Lô. Lô. Mình thấy lại. Alo. Alo. Người ta không có mic. Nghe không vậy? Còn đây nè. Nhưng mà anh đỉnh ngon rồi. Mr. Lịch Lãm ơi. Không có mít. Anh nói đợt nào vậy? Bắt rương con năm đọc phải không? Còn thiếu Lâm anh... Rương hay là... Khóa là tính năng. Bắt khóa tính năng hả? Bên mò con lúa đây. Thôi anh Bạch ổn má, anh Bạch sợ chết anh Bạch. Sao nhau đứng muốn tay đôi rồi. Ơ anh Bạch đi phi phong rồi mình một. Đúng rồi. Anh, ở đâu rồi anh? Đúng rồi anh. Kìa rồi đó. Thật chó nè, làm gì? Thật ảo à? Đứng đây nè, đây chạy đây cũng tới đôi tao nè. Đây. Gọi lực này mình đánh làm sao vậy? Cái thằng quả đang lồn. Alo 50 á. 50 hả? Ừ. 50 á. Lần này chỉ up game nghỉ thôi à. 50. Vậy thôi nghỉ thôi. Đánh gì nữa? Thôi cho anh em vô công hành đi. Dạ thì thẳng chứ còn khe còn công anh. Còn quá thẳng nha, đừng có công nữa nha. Thẳng chưa? Chưa thẳng được. Còn công nữa hả? Ừ. Bẻ ra. Bẻ ra gãy luôn rồi. Không có xương đâu. Đẩy hai dàn xe, ai cầm xe của Tương Dương đẩy dàn xe qua bên thành đô cho ban ăn bớt. Ban Tài đẩy qua thành đô luôn. Thành đô Nam á. Bên tại bên Võ Lâm Ngoại Sử á. Hiện tại. Này bỏ boss đi anh em ơi. Nghỉ boss bữa đi vô lông chỗ biển kinh giùm em nè.
Lưu rương làm ăn đông đi. Rồi vô hết trong chỗ biên kinh giùm em cái, em chia đội cái mình quýnh. Đánh biên kinh hả? Chứ đánh sao, anh muốn đánh sao? Đánh biên kinh luôn đi anh ơi. Bây giờ mình cứ để vậy người ta cũng lùa mình à. Đúng rồi, đánh biên kinh đi. Vô thẳng trụ luôn. Bữa nay thành đấu quan trọng với mình đâu, đánh thẳng biên kinh đi. Dạ thôi, vô trong chỗ biên kinh nè. Quýnh hết biên kinh đi Công ơi. Vô chỗ biên kinh anh em ơi. Ai mới lấy năng đồng mình đi sao vua đi cho người ta vua lấy năng đồng. Ờ đi anh em đồng. Anh em qua lưu lương Lâm An Đông á, xong rồi qua biển Kinh Đông rồi anh em vô sao phu á, nhận điểm năng động cho người ta. Vô Long Trụ á, biển Kinh gom luôn anh em ơi. Ok nha, bây giờ mình không có ấy nữa nha, mình không nói nữa nha. Anh em nào xem like thì like và share cho mình. Bây giờ mình bắt đầu chỉ huy rồi, vô chờ chỉ huy rồi. Đi rồi ăn đái ỉa hết đi. Vô chỗ anh em ơi, còn 10 phút rồi anh em vô chia đội cái mình quýnh cho dễ nè. Mình có kéo xe không vậy? Bên mình có kéo xe không? Lô. Bên mình có kéo xe không vậy? Bảo Ngọc kéo xe hả? Chờ Bảo Ngọc để kéo xe ông nội. Ê cái con cua lúa kéo đi. Quăng nó đây. Kịp liên à. Cua lúa kéo nó kịp liên à. Gom lông chỗ biển kinh anh em ơi, lẹ lên, gì mới đây có 10 người à, on city thoát có 40 người, vô đây có 10 người à, bỏ bot đi. Gom chỗ biển kinh anh em ơi. Bỏ bó tên em ơi. Một con boss không có dậu lên được đâu anh em ơi, bỏ đi. Gì? Ông ai quen ra. Dạ dạ em chào đại ca. Anh Mẫu kéo xe luôn hả? Anh Mẫu với Bảo Ngọc kéo xe luôn. Ừ, anh đồ phút nữa, anh đồ phút. Chứ anh em ai con gái cho nhận được xu về hồ chơi không anh em? Mày đã ngồi mà, đã ngồi. Giờ anh em nào nhận hỗ trợ vô công thành đi anh em, để tao chia đội rồi anh em ơi. Vô công thành lẹ lên anh em ơi, chợ ngữ. Bò đi anh em. Vào thành nào đấy? Biển Kinh anh ơi. Anh go, anh go. Mày anh go. Hả? Mày chuyện nào? Còn dư gạt nào không Phúc? Quăng cho gạt không Phúc? Để bên đây thì không coi được bên kia. Anh em vô lông chỗ biển kinh ly anh em ơi. Ủa mẫu nè. Dạ. Hả? Cương ơi Cương. Để anh cần gì vô cho mình. Cương ơi Cương, lóc sẽ kẹo thì cũng sẽ được nữa Cương ơi. Bé ơi, bé lấy ạ, bó đi bé ơi. Anh Cường, anh Cường, anh Cường đô la, anh cầm mặt gì anh Cường đô la. Cường đô la ơi. Cường đô la đâu ta? Nghe. Anh cầm mặt gì anh?
lúa. Cung lúa hả? Cung lúa. Cung. Cung lúa hả? Đâu anh đang ở từ 9 giờ giùm em cái coi. Đấy hả? Đấy hả? Rồi. Anh sẽ bay cổng 6 giờ giùm em luôn nha anh. Ok anh trai. Cường có tải ô tô quang về nó lông lên. Mới về lắp kịp đâu ông nội. Bé cầm mặt nào bé? Gì? Cầm mặt qua sơn. Qua sơn hả? Hút chích đó. Qua sơn là thôi khỏi. Còn nào xì bay được không? Xì bay em cổng 12 giờ kia ơi. Anh nào có mít không? 6 giờ phải không Công? Ừ 6 giờ. Cổng 12 giờ đúng không? Để lên đường cho. Anh nào vậy? Theo một heo hả? Heo hả? Đứng ở trong đánh anh Trường ơi, anh xì bay. Heo hít đó hả? Ừ. Heo hít anh Hoa Sơn anh để đánh đi anh ơi, khỏi cái xì bay đi. Heo bảo như làm lông khủng. Anh nội, heo mập, heo hít tao cầm. Alo. Alo. Lulu. Hồng Hưng anh ơi, Hồng Hưng. Không. Ai cầm chữ lão đổi màu khác giùm cái. Màu xanh đi. Em nào cầm chữ lão nhá màu xanh. Rồi, đi rồi, rồi. Dạ, em làm nè lên 2 giờ đi. Tí nữa đi anh ơi, tại giờ em đang đánh. Lên 2 giờ chặn xe được không? Tí nữa. Đến 6 giờ anh Công. Dạ rồi. Trường đổi màu xanh em, đổi màu xanh dễ phóng được em. Đổi màu xanh đó, đổi màu xanh đó, đổi màu xanh đó, đổi màu xanh đó, màu vàng chụp xe vô quá trời tay vô được kìa Phúc ơi. Chính giữa đó. Đặt xe vô quá trời tay ngoài vô được kìa. Xe bên nó đó, anh em đi thành khác, đi bộ chạy đi bộ đi qua đi qua Dương Châu á, đi qua xe phu Dương Châu á, chạy qua Bình Kinh. Rồi anh em gom lên 12 giờ cái coi. Gom lên hẻm 12 giờ nè, đầu hẻm thôi. Đầu hẻm 12 giờ. Trời ơi, ngồi trong đứng Bình Kinh còn quá trời kìa, lên đầu hẻm anh ơi. Đầu hẻm 12 giờ. Anh em gom đầu hẻm 12 giờ giùm em cái coi. Trong đứng trụ quá trời kìa. Rầu kìa. Anh bia gia ban gì kìa. Xích mã vương kìa. À, chim to nè, chim to lên ngã tư 12 giờ giùm em cái chim to. Còn ngay mi trưởng nào nữa? Bé nếp hả? Mã vương rồi kìa. Bé nếp kìa, bé nếp lên 12 giờ mà em cái đi. Ai nghe mi chữ nó bấm số 2 kênh bay giùm em cái coi. Nghe mi chữ bấm số 2 kênh bay giùm em cái. Được 2 con. Được 2 con thôi hả? 2 con á, con nhỏ con gì nữa. Vậy thôi. Đó là thấy một con gì cái con gì kìa. Bé nếp gì đó. Bé nếp đâu rồi? Lên ngã từ 12 giờ cái anh bé nếp. Ngô tướng đâu rồi? Ai mà bao không được đi băng thân anh phu qua. Tương bao nhân nè. Còn anh nữ ô tướng có trong xếp em mà anh cổng 12 giờ. Dạ nữ ô tướng ơi. Anh em đến 2 giờ đây rồi. Nha Công. Nó vô chưa vậy? Nó vô hết đúng không? Anh em áo xanh F2 giùm em cái nha. Ai không có nhiệm vụ F2 giùm em cái nha. F2 giùm em cái gì mấy anh ơi. Còn nhiều viên luôn đi. Vàng xe nó vô nha. 6 giờ nha. 6 giờ hả? Đông không? Vàng xe. Ngọc Minh Châu ai ghê dữ trời. Dài lắm gì kẹp, lắp 9 giờ luôn nội. Em đầu hẻm 12 giờ giùm em cái nè, đầu hẻm 12 giờ cái nè, chuẩn bị đánh nè, em còn mấy phút rồi à. Rồi nè, B phút gà nè. Rồi F9 cu ken nè. Rồi lô chân tử nè. Rồi hạ còi nè. Rồi cùi thánh nè. Rồi đạt hồng tiêu nè, những anh em nào mới đập tên á, anh em qua hết Lâm An giùm em đi. Anh Hà Còi nè, mấy anh em mới đập tên á, em mới đập tên á. Anh em qua hết Hoa Sơn giùm em, qua bên Lâm An giùm em cái đi. Xe
Đặt Hạo Nam nè, Hạo Nam qua Long An giùm em cái luôn anh Hạo Nam ơi. Thì cứ vẫn quýnh nhưng mà cứ qua bển cắt đi. Tiêu chi có mấy người à. Quýnh đi, gọi anh em đầu hẻm 12 giờ nè, anh em nào chưa vô vô đầu hẻm 12 giờ giùm em cái đi. Xuống đầu hẻm 3 giờ cái ơi, xuống đầu hẻm 3 giờ. Đầu hẻm 3 giờ. Còn một xe kìa, còn một xe của ai kìa. Rồi những hai con ngâm y trưởng á, để em kiếm thêm con cung lôn nữa. Ai cung lôn đâu bấm. Ai cung lôn bấm số 4 kinh bàn ơi. Cung lôn đâu bấm số 4 kinh bàn ơi. Có cái ạc cung lôn chùm 96 kìa, ạc dưới á. Có cái ạc đó giao bức bộ thôi với ạc kia. Có hai ạc thôi. Rồi ạc. Có xe ở đây rồi. Đặt có xe ở đây rồi. Nãy nè hai con ngâm y trưởng lên nhá, từ 12 giờ giùm em cả lại đi. Hai con ngâm y trưởng á. Hai ngâm y trưởng đó rồi. Chim to nè với anh gì đó, bé nếp đó. Ừ. Rồi em thêm con cung lôn nữa đi, con thanh lôn Thanh Ngọc nè. Thanh Ngọc đi chung với đội chặn cổng giùm em nha. Hai con ngâm y với con cung lôn á. Lên ngựa búp bùa cho ngâm y trưởng giùm em một cái. Rồi còn lại anh em lên đầu hẻm 12 giờ đi. Lên lại đầu hẻm 12 giờ. Đội chặn cổng vô lại đánh chung luôn nè. Chừng nào em kêu chặn cổng thì chặn cổng. Từ từ vô, chừng nào em kêu chặn đội chặn cổng đi đâu á, chặn cổng nào á thì anh chặn cổng đó. Còn cái đội Lâm An cứ vô cái cắt trụ cái Lâm An giùm em nha. Mình mỏng hơn người ta nhiều lắm á. 28 anh em ơi. Gom đi gom, anh em nào chưa vô thì vô hết biển kinh giùm em. Lắm bán hay thua nè. Lắm bán hay hồ à nha. Để bảo đêm nữa nha. Anh em gom đầu hẻm 12 giờ giùm em một cái nè. Phúc. Phúc mình chơi đứng sau nha Phúc ơi. Đứng sau mà tỉa thôi. Gom đầu hẻm giùm em một cái nè. Đầu hẻm 12 giờ giùm em một cái anh ơi. Xích lên xíu, xích lên xíu ơi. Xích lên xíu, xe bước lên xíu ơi. Xích lên xíu. Rồi anh em cắn lắc đi anh em ơi, cắn lắc đi. Ăn lắc ăn liếc gì vô đi. Ăn kẹo vô đi. Lên anh em lên nè. Nhạc lên, nhạc lên. Gom là giùm em cái gom sát lại mấy hạt đam kìa, mấy hạt đam lui lui xuống xíu đi. Nó đông lắm nha. Nó gấp đôi mình á. Gom lại đi, mấy hạt trên kìa, lui lại. Đừng có nhau lên trước làm gì hết, chuẩn bị đánh nè. Để lên mấy anh ơi. Bảo đêm ai cầm vậy? Bảo đêm bây giờ anh Đẹp cầm á. Anh Đẹp hả? Ừ, bảo đêm không, anh Hào cầm á, chứ anh Đẹp không cầm đâu. Anh Hào hả? Anh Hào, anh Hào. Ừ. Anh Hào không có lên đây đâu. Kè gom kè đánh rồi anh em. Bơm máu đi anh em, F2 đi. Cái mic của ai kìa. Đẩy mạnh vô, đẩy mạnh xuống bỏ giờ luôn. Đánh xuống 3 giờ luôn. Đánh mạnh xuống 3 giờ nè. Đánh mạnh xây xuống 3 giờ. Xét vô tường đánh 3 giờ nè. Rồi móc lại lên 12 giờ. Ai chết 12 giờ vô nha. Đội chặn cổng chặn 6 giờ giùm em. Móc lại lên 12 giờ. Quỳnh đi anh em, nó tan kìa, còn xe không à, đánh mạnh vô. Đánh mạnh vô trụ luôn, cắt mạnh vô trụ luôn. Đánh mạnh vô trụ nó tan đó. Chặn xuống 6 giờ luôn. Đánh xuống 6 giờ mạnh lên, đánh xuống 6 giờ bỏ trụ đi. Bỏ trụ ra đánh xuống 6 giờ. Rồi. Đội đa, đùa môn đam trụ đi. Đội chặn, anh em đam trụ đi anh em. Đội Hoa Sơn cắt trụ đi. Còn lại vàng đam 6 giờ nè. Ai chết đi 12 giờ vô, đội chặn cổng chặn 6 giờ giùm em. Còn lại vàng đam 6 giờ, 3, 6 giờ nè. Vàng đam 6 giờ anh em ơi. Đánh vàng đam 6 giờ nè. Vàng đam 6 giờ nè. Ai chết đi 12 giờ vô. Chết Dương Châu vô. Xe 6 giờ vô. Không lớn nha. Lẹ lên em ơi. Vàng đam anh em liên tục chạy vô vàng đam cái cổng cái hẻm 6 giờ giùm em cái đi. Lùi lại xíu 6 giờ lùi lại xíu. 31-30. Còn lại vàng đam giùm em đi. Đội chặn cổng cứ chặn
Đội dặn cổng cứ chặn 6 giờ giùm em, cổng 6 giờ giùm em nha. Quýnh giờ. Quýnh quay qua 9 giờ anh em ơi. Quýnh vô trụ à, quýnh vô trụ cứu trụ một cái. Anh em nào chết 12 giờ vô giùm em đi, lẹ lên. Lẹ lên em, trụ còn. Cứu lấy trụ lẹ, 12 giờ vô cứu trụ. Lẹ lên em ơi. 12 giờ vô mạnh lên. Chết vô lẹ liên tục đi anh em. Cứu trụ kìa. Xe nó bị bắt bồ liên tục đó nha. Nó tan rồi, cô cứu trụ đi. Anh em đừng có đi 6 giờ nữa, 6 giờ người ta chặn rồi. Anh em đi 12 giờ vô. Quýnh trụ đi, cứu trụ kìa. Ai chết đi 12 giờ vô. Đừng đi 6 giờ nữa anh em ơi. Gãy trụ hả? Đánh trụ đi anh em, đánh trụ đi. Vô. Hóa sơn ưu tiên trụ đi. Hóa sơn ưu tiên trụ giùm em cái. Còn lại vậy anh em, 6 giờ nè. Ai chết 12 giờ vô lẹ đi anh em ơi. Ai đánh tay kéo ông buồn vì ai xuống kìa. Hoa sơn bung kiếm đi, hoa sơn bung kiếm đi. Ngũ độc bùa trụ kìa. Anh em gom lại 12 giờ vô, gom liên tục đi anh em ơi. Xe vô 12 giờ đi. Xe vô 12 giờ, đừng đi 6 giờ nữa anh ơi. Quýnh dạng xuống 6 giờ à, quýnh mạnh xuống 6 giờ kìa. Quýnh xuống 6 giờ. Hoa sơn bung kiếm đi anh ơi. Đánh lên 12 giờ lại, đánh ngược lên 12 giờ lại. Đánh ngược lên 12 giờ lại. Lâm An, Lâm An sao rồi? Lâm An sao rồi? Tự sát đi anh em, tự sát đi, tự sát đi, tự sát về, bỏ về. Thôi đứng im đi, đứng im, từ từ. Quýnh luôn đi, gom lại, vô miệng kênh đi, vô miệng kênh lại. Bây giờ em được nào ai chết về lắm. Vô hết lông trụ miệng kênh giùm em đi. Gom nè, gom đầu hẻm 6 giờ giùm em cái, gom đầu hẻm 6 giờ em ơi. Xe vô liên tục đi, xe đâu không thấy, nãy giờ không thấy xe luôn á. Xe đi 6 giờ vô không nè. Xe chỉnh, ai kéo xe chỉnh lại 12 giờ vô, Dương Châu vô giùm em đi, à Tây cũng vậy à. Đuôi lại, hẻm 6 giờ vô lại kìa. Lùi lại đừng cặp nữa. Lít lùi giữa nè, lùi ra giữa nè, chỗ 6 giờ lùi ra giữa nè, đam ra. Đừng cặp nữa. Đó đứng đam ra. Đó đứng ngay đó đúng đẹp luôn rồi đó. Cùng luôn ngủ độc bùa cặp dách đi. Đừng có lao ra. Đam đây em, lùi lại đam, đừng có chạy, đừng có dúi theo kìa. Đứng yên đam. Lùi lại xíu. Cặp từ dưới. Cặp xuống từ dưới. Cặp xuống sườn dưới quýnh. Ai chết 12 giờ vô chặn cổng, chặn 6 giờ liên tục với em. Cặp tuần dưới quýnh. Nó tan đó, đẩy ra. Rồi về. Về chỗ. Anh em này còn mới cặp tường lắm. Nó cặp tường là tay nào. Hiệu quả lắm á. Kệ nó anh. Gom đi anh em, tập trung gom hết trụ biển kinh giùm em cái đi. Cái đội Lâm An nè. Tự sát về phần tường, cắt cái chỗ phần tường giùm em đi. Cắt rồi đúng không? Rồi ok. Rồi anh em gom, còn lại anh em gom chỗ đi. Đội Lâm An hồi nãy cứ về là biển kinh giùm em đi, trận này em kêu đi tiếp. Rồi để đâu chào anh luôn nha. Còn lại gom chỗ biển kinh hết giùm em đi. Gom trụ biển kinh anh em ơi. Đâm đầu vô Thiếu Lâm á anh. 36. Nó qua ạt tàu lao không, ở đâu nó có Thiếu Lâm đâu. Đội Lâm An về lại biển kinh giùm em nha. Chợ nào kêu đi hãy đi. Dương Châu nha anh ơi, Dương Châu nha. Rồi đội Lâm An nãy nè. Đội Lâm An là đội cho em nói là đội 1 luôn nha. Đội 1 qua hết, qua lại Lâm An, cắt cái trụ Lâm An giùm em đi.
đánh bên kênh đi để mình đâu thôi. Đánh bên kênh đi. Rồi ok, đứng bên kênh đi, đội 1 đứng bên kênh đi. Qua cắt lại cái chỗ Lâm An đi. Vàng đam 12 giờ đi anh em ơi, vàng đam 12 giờ nè. Giải bùa cho xe kìa. Trên xe xe đậu bùa kìa. Đứng đó, đứng đứng nghiêm ngay đó, đứng nghiêm ngay đó đam nha. Không có cặp tường gì hết nha, ngũ độc cung lôn thì cặp tường thôi. Còn lại cứ đứng nghiêm ngay đó đam. Cho dễ sàng. Dương Châu 37. Quá mập dưng chứ, rồi quá mập biên kính nha, 12 giờ nha. Rồi rồi. Ai kéo kéo. Coi cung lôn bùa nha. Ai kéo người ta xuống cầm thành kìa. Sù lượng lượng nha, sù lượng lượng nha, sù lượng lượng nha, 12 giờ sù lượng lượng nha. Anh em vàng đam đi, vàng đam, vàng đam, vàng đam đi. 12 giờ vàng đam đi kìa. Đừng có cặp tường mấy cung lôn bùa cầm tường thôi còn. Sao xin bảy nha. Cứ lòn lại cứ vàng đam đi. À từ 12 giờ đó. Tài ơi, tài ơi. 6 giờ xe 17 vô. Đứng nghiêm thôi, đứng nghiêm vàng đam, đứng nghiêm đam lên, đám lên tầng trên, đám lên tầng trên. Đám lên tầng trên. 6 giờ vô. Sát vô trụ kìa, trụ kìa. Xe xe kéo xuống, cái xe xuống đánh. Đứng nghiêm đánh. Đứng nghiêm. Sập tầng trên, sập tầng trên, xét tầng trên 12 giờ, xét tầng trên 12 giờ. Cặp lên tầng trên 12 giờ. Xét cái tầng trên á. Xét tầng trái anh em. Đánh ra 12 giờ luôn. Đánh ra 12 giờ, đội chặn cẩm chặn 6 giờ lại nha. 6 giờ báo giùm cái nha, 6 giờ. Em báo lại giờ em không nghe. Rồi về chỗ đi, gom chỗ đi, gom chỗ. Ai tắt. Vàng đam 6 giờ. Để xì bay đã báo. Vàng đam 6 giờ nè, xuống vàng đam 6 giờ. Ai chết? Nó dưới 6 giờ nha. Vàng đam xuống 6 giờ kìa. 6 giờ. Lùi lại một xíu. 6 hẻm 6 giờ lùi lại một xíu. Ừ, đứng đó đam. Đứng nghiêng đam giùm em. Anh em đi 12 giờ chết, đi 12 giờ vô Dương Châu vô, đừng có đi 6 giờ nữa. Đấy là số lượng lớn nha. Người ta chặn rồi đó. Đội chặn cổng cứ chặn 6 giờ cho em nha, chặn ở ngoài thôi. Thôi, chặn cổng không có ai á. Hai con Ami đó, hai con Ami á chặn trong Ami với con hai con lôn đó. Anh em ơi, đến đâu rồi anh em ơi? Long trụ biên kinh anh ơi. Long trụ biên kinh 100% anh. Cái trụ Long An sao rồi? Chủ Long An tao lấy rồi. Lấy không không? Qua 9 giờ, qua 9 giờ. 37, tao đang giữ luôn. Qua 9 giờ vàng đam anh em ơi, qua 9 giờ vàng đam. 9 giờ. Lấy nào ơi, cho anh cái thân thành phù nào. Vàng đam đi. Anh trả lại cho. Thầy mua đi tí nữa trả lời anh. Vàng đam 9 giờ đi anh em ơi. 6 giờ xuống lớn nha. Xe vô, xe vô. Đứng im kệ nó, cái xe nó. Đứng đây đánh cái đánh 6 giờ đi, đánh 9 giờ đi. Đứng yên đánh, xoay xuống 9 giờ, 6 giờ. Quay xuống 6 giờ. Tại có mặt nạ với anh không em? Quay lại 9 giờ. Quay lại 9 giờ. Vô liên tục anh em ơi. Chuẩn bị đi, giờ sát bên đánh giờ hỏi mặt nạ dưới ấy nữa nó trời. Chặn lại, chặn lại 6 giờ, quýnh xuống 6 giờ lại. Quýnh xuống 6 giờ lại, chặn cái 6 giờ lại. 6 giờ, chặn cái 6 giờ lại anh em. Chặn cái 6 giờ lại, đánh xuống 6 giờ nè. Chặn cái 6 giờ lại anh em ơi. 6 giờ xe số đường lớn này. Chặn 6 giờ lại kìa. Ai chết đi Dương Châu vô giùm em cái nha. Đừng có đi biển, đừng đi biển kinh nữa, nó chặn rồi. Gom vô Long trụ biển kinh đi. Vàng đam 6 giờ kìa. Là từ 6 giờ số lượng lớn nha. Cứ vàng đam 6 giờ giùm em nè. Xe Long trụ chỉnh Dương Châu kìa. Nó chạy vô Long An nó vô biển kinh mà. Chu tìm vào Dương Châu anh. Thằng anh phu Dương Châu vào. Hạp tay rồi hết rồi, vàng đam 6 giờ nè. Đừng có chạy nhông nhông dí làm gì anh ơi. Cứ đứng đam vàng đam 6 giờ nè. Anh cũng ơi, có là thằng đánh đường tăng xe của mình đấy. Để anh chặn 6 giờ cho. Rồi cái dân xe nó không qua được rồi. Lùi đi Phúc ơi, lùi đi. Đừng quýnh vậy. Quýnh vậy chết á. Kệ nó. Rồi dân xe nó không qua được rồi.
không có được đâu, giờ nó vô rồi. Lâm lâm đừng đợi anh đi. 12 giờ xem nha. Ngay từ 6 giờ xuống lớn nha. Thấy rồi. Anh bỏ xe đó đấy, coi ắt tay nó đâu kìa. Thôi coi chừng nó chặn xe không ơi. Chặn đâu? Chặn ở 12 giờ mới giết 2 nhà mi rồi đó. Nó định nó nồi chặn xe. Rồi đội chặn cổng lên 12 giờ đi. Chết rồi đúng không? Chết rồi, đội chặn cổng kia về lại 6 giờ. Tại xe của nó 6 giờ kìa. Qua đề Nam 9 giờ anh em ơi, qua 9 giờ. Em ăn cung luôn bộ. Về Nam xuống 6 giờ. 6 giờ lại. Về Nam xuống 6 giờ lại. 3 giờ kìa, nó qua 3 giờ đây. Qua 3 giờ. Xe ông chủ ai cầm chỉnh Dương Châu. 3 giờ anh em ơi, vàng đang 3 giờ. Qua 3 giờ kìa. Lùi lại. Lùi lại đứng ở giữa mà Đam. Xuống 6 giờ anh em ơi. Xuống 6 giờ. Đứng ngay giữa mà Đam thôi. Đứng yên Đam. Sạn lên tường trên đánh xuống dưới. Sạn đứng yên tường trên á, ai chết Dương Châu vô. Đánh ra 6 giờ luôn. Đánh ra cái từ 6 giờ, cái xe đứng trong trụ đi. Đây đánh ra thôi. Rồi về trụ. Về chậu. Xem chậu chỉnh Dương Châu kìa. Về chậu. Võ đang dãy bùa đi, xe đầy bùa kìa. Dương ơi, cứu cổng 12 giờ Dương ơi. Cho xe vô Dương ơi. Gom đậu đam 6 giờ nè, đam hẻm 6 giờ nè. Tay đam hẻm 6 giờ nè. Nó vô kìa, 6 giờ nó vô. Đam hẻm 6 giờ nè. Sập tường trên. 6 giờ nó vô. Đam tường trên, đánh lên tường trên. Sát lên tường trên đánh. Đánh ra, đánh mạnh đi, nó tan xe không hả? Ở trong trụ đẩy xe ra. Đẩy xuống 6 giờ nè. Rồi, xe đứng trụ đi. Rồi gom lại, ai chết Dương Châu vô. Chặn cổng cái chặn 6 giờ giùm em đi. Gom trụ không có đuổi theo mặt lẻ. Còn lại đam 6 giờ nè, còn lại đam hẻm 6 giờ nè. Cứu còn 12 giờ. Để chạy lên, từ từ. Đừng có kéo xe ra. Xe của ai kia, đừng có kéo xe đi anh. Gom đầu am 6 hẻm 6 giờ nè. Đam hẻm 6 giờ lẹ lên. Võ Đen chịu khó giải bùa giùm cái mấy anh ơi, bùa đầy đầu không à. Rồi xong mỏng dữ vậy. Lùi lại đừng đánh ra nữa. Người ta tập trung rồi lùi lại. Kéo xe ra sau 6 giờ. Sập tường dưới, xét tường dưới á. Đứng tôi sàn xuống tường dưới đánh. Sàn xuống tường dưới, đâu phải tường trên đâu. Đừng yêu đánh. Đừng có đuổi theo cái hạt lẻ làm gì, đánh xuống sàn xuống dưới nè, 6 giờ nè. Bùm cái con Khang Huy nè, Phúc ơi. Đánh qua 3 giờ lẹ lên. Đánh qua 3 giờ. Ai chết Dương Châu vô lẹ lên cứu trụ anh em ơi. Võ đang giải bùa trụ. Mấy anh nặng tay đừng có đánh lẻ nữa. Đánh gom đi, đừng có đuổi theo một cái lẻ. Giải bùa trụ kìa. Võ đang giải bùa trụ. Còn lại về Nam 6 giờ đi. Mấy anh tay đừng có bỏ đi đánh lẻ ở thành khác nữa. 12 giờ anh em nào chết á, vô mà nó chặn cổng á, đừng có chạy vô, xuống ngựa quýnh nó đừng bỏ chạy. Chạy vô không được đâu. Âm trụ ai cầm vậy? Nga mi bốc trụ. Trời không có Nga mi nào trong trụ luôn. Dàn xe đâu hết trơn kìa, gom đợt đam 6 giờ ơi. Dàn đam 6 giờ. Nó vô. Xe xuống luôn, kéo cái xe xuống. Sang từ trên quýnh. Quýnh quay qua 9 giờ kìa, chặn đầu nó luôn. Ai chết Dương Châu vô. Xe chết vô liên tục đi, à tay vô liên tục đi. Quýnh qua 9 giờ kìa. Vô cứu trụ anh em ơi. Mày đứng yên chỗ kia. 12 giờ bị chặn nha, có người chặn cổng nha. Vô cứu trụ lẹ lên. 12 giờ vô liên tục kìa. Anh em tự sát qua Lâm An, bỏ qua Lâm An lẹ lên. Qua Lâm An, tự sát về Lâm An lẹ. Chết về Lâm An lẹ lên em ơi, vô trụ luôn. Chết về Lâm An vô trụ.
Chỉnh xe về Lâm An giùm em cái, vô trụ Lâm An lẹ. Rồi dặn cổng chặn 3, chặn 3 giờ giữa lại. Con trắng máu à. Về trụ Lâm An đi. Vậy hết trụ Lâm An giùm em cái đi. Anh em ra cổng tự sát đi. Tự sát đi anh em ơi, tự sát về Lâm An đi anh em ơi. Cái hành lên cặn đi. Vậy nó quýnh á, cho phá mấy hành lên cặn chứ đi cầu. Cứ gom đi rồi đi. Bỏ biển kính anh, bỏ biển kính đi. Lâm An anh, Lâm An con bắt từ. Thế này phà thuộc người mày anh bẻ ơi. 737. Vô Lâm trụ Lâm An giùm em một cái đi anh em ơi. Biển kinh gãy rồi đó. Về Lâm An anh em ơi. Anh ơi chút về nha. Ai tăng công 3 giờ ra 3 giờ nha. Ai đồ tăng công á chạy ra 3 giờ. Anh em gom hết trụ ơi, trụ gì chưa được 20 ạc nữa nè. Di chuyển lẹ lên em ơi. Kéo đi, đang kéo đi vào nè ba. Đừng có công đánh lắm chứ chó. Ta đang chạy vô tôi đánh theo nào ba. 3 giờ đấy. Ngoài anh em, ngoài đi vào thì đi anh em. Vàng đang 3 giờ kìa, vàng đang 3 giờ. Đừng có đuổi theo những ạc lẻ chạy làm gì hết anh mấy anh ơi. Kìm cái con chuột trái lại. Anh em nào chết á, đi 3 giờ giữa chặn á, đi 3 giờ trên, 3 giờ dưới vô. Rồi về phá biển kinh anh bé ơi, cầm hóa sơn về phá biển kinh. Về phá biển kinh đi bé ơi. Cầm hóa sơn về phá biển kinh anh bố ơi. Rồi. Bấy luôn mạp đó. Anh Nhi đi đâu ơi? Qua vô cày nó. Vàng đang 3 giờ kìa, vàng đang 3 giờ kìa. Vàng đang 3 giờ. Đứng yên đam thôi. Đứng yên đam. Đứng yên đam anh em, đứng yên đam đi. Kêu qua phá biển kinh. Đẩy ra 3 giờ luôn, nó tan rồi kìa. Đánh mạnh vô, ai chết đi 3 giờ trên, 3 giờ, 3 giờ trên, 3 giờ dưới vô. Đánh mạnh ra 3 giờ luôn. Sao lực càng ngày càng mỏng đi vậy ta. Vô, về lại 3 giờ đi, vàng đam 3 giờ nè. Đánh càng ngày càng mỏng á. Võ đang không dễ bùa gì luôn nè. Vàng đam 3 giờ đừng có đuổi thật lẻ nữa. Võ đang dễ bùa, chịu khó dễ bùa lên mấy anh ơi. Không có một con Ngami luôn kìa. Vàng đam 3 giờ không có một con Ngami luôn kìa. Một con Ngami trưởng chặn cổng về đây đi. Để đi. Con cung lung lao qua huyện kinh thôi. Con cung lung tài nhớt qua huyện kinh ha thôi. Anh em lên 3 giờ trên 3 giờ dưới chạy vô, đừng đi 3 giờ rưỡi nữa, 3 giờ rưỡi nó chặn rồi. Cái xe xích ra xíu nè, cái xe trong trụ xích ra nè, cái xe trong trụ xích ra ngoài nè. Sàn đường trên, quên. Sàn đường trên chặn nó lại, sàn đường trên đây anh em ơi, đam xuống đường dưới á. Rồi, đừng có đẩy ra, lùi lại. Giải bùa đi, võ đang giải bùa đi. Còn lại gom anh em ơi. Ai kéo cái xe đẩy bùa quá. Kéo cái xe xích ra sau đội hình ơi. Ặc tay gì còn về, còn 10 ặc gì đánh cái gì. Về hết đi kìa. Ặc tay còn đứng đây ba, còn có 10 người à. Anh em nào chết đi 3 giờ trên 3 giờ dưới vô, đừng có đi 3 giờ giữa nữa. Cứ chạy vô 3 giờ giữa làm gì cho chết. Phí mạng. Vàng nam 3 giờ đi anh em ơi. Lùi lại. Lên Lâm An lùi lại. 3 giờ lùi lại kìa, lùi lại một xíu. Lùi lại. Lùi vào bên trong ấy, để đem ra ngoài. Đừng có cặp tường, cái xe đừng có cặp tường làm gì hết. Nó vào xuống lớn kìa. Đứng im ơi, đứng im đánh. Đam xuống đường dưới kìa anh em, đam xuống đường dưới, đam lên đường trên kìa. Sập xuống dưới, đam lên trên. Cái xe đẩy ra. Cái xe sang á, đẩy ra. Đánh ra 3 giờ đánh ra luôn, ngã tư luôn. Đánh ra ngã tư 3 giờ luôn em. Đánh ra luôn. Đánh ra cổng luôn anh em ơi. Đánh ra cổng cái nè. Đánh ra cổng luôn.
xe vô trong chậu kìa. Rồi về chỗ anh em, về chỗ, về chỗ. Về chỗ rút về chỗ. Cái xe đó ai chủ đầu xe á chạy chạy lên 3 giờ trên 3 giờ dưới á cho xe tự chạy theo. Tao mấy ăn tay ra bớt đánh tiếp ngoài cổng 6 giờ này cho xe vô nó chặn hết xe nè. Nó ngã mí của nó đó chặn dọc đường xe từ Thăng Minh Phu vào tới là Tư Anh. Nên nó quẹt ra tới Thăng Minh Phu luôn anh. Ra quét đi. Đánh đi, đánh ra cái tự đánh ra luôn, đánh ra cái tự 3 giờ, đánh ra hẹn cổng 3 giờ nè. À, tay đánh ra cổng 3 giờ. Đôi đi thôi. Nó đứng ở cổng đánh ra luôn, đánh ra. Ở dưới đi. Nó chặn hết chân xe không vô được làm sao thủ được. Đánh ra. Ai chết xe chạy vô đi, xe vô liên tục đi, gọn chồng đánh ra. Ai chết vô liên tục đi anh em. Đó xe vô được rồi đó. Ừ, cho tay ra bào nó. À tay ở ngoài đánh vô đi, tay ở ngoài chết đánh vô. Ai chết. Ta trên ba dưới vào được. Rồi gom lại. Rồi về chỗ đi anh em, về chỗ đi. Về chỗ, rút về chỗ. Quýnh rút về chỗ. Rút về chỗ anh em ơi. Về Nam 3 giờ đi. Rút về Vàng Đam 3 giờ. Gom lại giải bùa cái nè. Đánh ra có từ 3 giờ, đánh ra có từ 3 giờ, đánh mạnh ra có từ 3 giờ. Đánh mạnh ra có từ 3 giờ nè. Kéo đánh mạnh ra có từ 3 giờ. Cái xe kìa. Cái xe đâu? Đánh ra có từ 3 giờ. Đứng yên đánh, đứng yên đánh, ngã từ đứng, đứng yên ngã từ đánh. Ai chết chạy ngoài đánh vô. Có kêu mà Hạo Nam với Tối Cô Độc còn đứng trong này nha. Đánh mạnh vô, vô trụ đây em ơi. Thằng mát này. Lên ngựa chạy vô đi, chạy vô đi. Đội dàn cổng. Xe em xin 7 cái 3 giờ. Đam đi, đam 3 giờ đi, đứng yên đam 3 giờ. Mình mỏng quá rồi nha, mình mỏng quá. Ở ngoài đánh vô đi, ở ngoài thành kìa, cái xe bên 9 giờ kìa, đánh ra. Cái xe bên 9 giờ kìa. Đánh ra từ đánh ra từ 3 giờ nè. Vô chỗ đi. Vô chỗ anh em ơi, vô chỗ lẹ lên. Đánh vô chỗ đi, vô cứu chỗ. Còn chỗ đó. Cứu được, vô lẹ đi. Vô lẹ lên em ơi. Ở xe không à. Đánh đi, còn nó tan rồi kìa. Vỏ đang giải bùa chỗ đi. Vỏ đang giải bùa chỗ. Ở ngoài kìa, đẩy mạnh vô. Đẩy mạnh vô, xe lên 9, xe lên 12 giờ kìa. Xe lên 12 giờ, quýnh. Lẹ lên em ơi. Cứu chỗ kìa, chú chỗ con được kìa. Vô cứu chậu kìa, lẹ lên. Còn lại Vàng Nam 3 giờ đi. Vô chậu lẹ anh em ơi. Vô chậu anh em Vàng Nam 3 giờ đi, còn lại Vàng Nam 3 giờ kìa. Ủa hoặc xe chạy lên 1 giờ á. Đầu cổng 1 giờ là chạy lên trên à. Đổi xe là đi hướng khác, đi hướng trước. Tự sát đi, tự sát về Biển Kinh em ơi. Tự sát về Biển Kinh. Tự sát về Biển Kinh lẹ. Ở đâu? Quýnh quýnh mấy thằng khác đi. Tự sát về Biển Kinh. Quýnh Châu Dương với Thành Đô đi cho đọc bá được bắt tử. Nãy mày cắt cái Biển Kinh bao lâu vậy? Mới cắt cái Biển Kinh lúc năm 3. Làm gì bắt tử được. Còn anh em đam máu đỏ đi, ở ở Lâm An còn lại là đam máu đỏ đi, còn mà anh em mua máu đi. Cuối cùng đánh ở đâu đây? Lâm An. Đánh Châu Dương phụng tử. Đánh Châu Dương thành. Rồi anh em nào chết thì phụng phụng Tô Dương đi. Còn lại ở Lâm An nè, đam đam máu đỏ đi. Em kêu ngần ngần ngần. Đi ra luôn anh, đi ra luôn anh. Đi ra luôn hết đi. Đi ra đi. Để qua sân bụng thôi. Rồi anh em nè, ai kéo xe nè. Ai kéo xe di chuyển xuống 3 giờ đại lý đi, qua đại lý. Đi ra đi, phá không kịp. Kéo xe qua di chuyển qua đại lý đi. Di chuyển ra thành phố Lâm An, di chuyển thành phố Lâm An còn. Di chuyển qua thành phố Lâm An lại thành phố Lâm An lẹ lên. Đã thành phố Lâm An lẹ lên em ơi. Phúc giỏi
em chạy qua Tương Dương cái phút nhỏ. Qua Lâm An luôn, qua Lâm An vô, qua biệt qua đại lý luôn. Qua đại lý. Gom qua vô ngã tư 12 giờ đại lý luôn. Con hạ cò gì đó, bung trụ Lâm An đi, để máu đỏ thôi. Tương Dương phá trụ nhá. Vô ngã tư 12 giờ đại lý anh em ơi. Vô ngã tư 12 giờ đại lý nè. Đại lý lấy trụ luôn nha. Cái đội này qua Hành Đô luôn nha, cái đội này qua Hành Đô luôn nha, đội Tương Dương nè. Qua Hành Đô luôn. Qua đại lý, vô đại ngã tư 12 giờ đại lý nè anh em ơi. Ai phá trụ Biện Kinh vậy? Rồi rồi rồi, gom cả từ 12 giờ nè. Gom cả từ 12 giờ Biện Kinh đi. Đại lý nè, gom cả từ 12 giờ đại lý nè. Anh Trống ơi, lắm máng con kìa. Kệ nó. Sao anh? Đại lý vô đi, đại lý vô trụ đi. Không có phá trụ Lâm An anh ơi, bỏ qua đại lý giùm em đi. Đại lý cắt kỹ trụ đi. Không, đại lý Thành Đô cắt kỹ trụ nha. Không để trụ trắng máu nha. Tương Dương gãy rồi đúng không? Gãy rồi, bây giờ qua Thành Đô nè. Cái tem đòi Thành Đô đâu? Cái tem của Tương Dương đâu, chạy qua Thành Đô hết nè. Rồi, ai ở bên Lâm An. Rồi. Có cái thằng Thần là Mai Ca ở đây nhở. Mình lại đánh được nó nhở. Mai Ca của không tên. Không tên ấy, nó đặt tên là Mai Ca. Một số di chuyển qua Thành Đô luôn anh em ơi. Di chuyển 1 giờ qua Thành Đô luôn nè, đại lý di chuyển 1 giờ qua Thành Đô. Thành Đô nó độc bá số lượng lớn anh em vô cây đi không? Đánh trường đó, em cây đi. Còn lại anh em tập trung nào qua hết thần phục Thành Đô giùm em đi. Ở đâu nha công? Tập trung di chuyển vô tập trung 3 giờ Thành Đô nè. Hóa sơn búng ra. Ngã tư 3 giờ Thành Đô. Vô luôn. Vô từ 6 giờ Thành Đô luôn. Mua cái trụ Thành Đô giùm em. Gom trụ Thành Đô anh em ơi. Đấm mang đồ mở nha anh em, không ai phải. Lắm mang bỏ nha, không có đánh gãy trụ nha anh em ơi. Em sẽ về giữ Lâm An đi, để ông. Rồi. Cắt chỗ Thành Đô luôn đi. Dương Châu luôn anh à. Dương Châu này ai phải chứ. Châu gãy rồi Phúc ơi. Cậu qua Phượng Tường luôn em ơi, qua Phượng Tường giùm em luôn. Di chuyển qua Phượng Tường luôn. Phượng Tường vừa gãy đấy. Di chuyển qua Phượng Tường giùm em cá anh ơi. Cái trụ Biện Kinh máu đỏ nha công ơi. Cắt chưa? Máu đỏ chưa? Chưa. Nó bị cắt cái trụ Biện Kinh máu đỏ nha. Rồi anh em vô lông trụ phần tường luôn đi. Vô lông trụ phần tường nè. Vô hết lông trụ phần tường giùm em cái. Cho cắt mày ắt tay về dự lắm mang anh. Không thôi độc bạ nó quá cắt đấy. Cho cái dàn xe có thằng Tài với em mấy ắt tay ắt đó. Về giữ Lâm An đi. Rồi dàn xe quýnh một tuôn đi, di chuyển qua 12 giờ qua Biện Kinh luôn. Qua thành phố Biện Kinh gom nè. Ý dàn xe anh Tài về Lâm An nha. Đánh tuôn này về Lâm An nha. Lao lên trước tự sát đi. Rồi gom thành phố Biện Kinh nè anh em ơi. Gom thành phố Biện Kinh luôn. Từ từ rồi vô, gom lại, gom cục lại coi. Gom lại kìa. Cha chạy coi lên vậy. Ai kéo dần xe kia chạy cờ lên trước kìa. Vô cái từ 6 giờ. Nồi Biện Kinh thôi. Xe từ từ vào kìa, xe kìa. Đợi, vô cái từ 6 giờ đợi xe anh em ơi. Vô cái từ 6 giờ đợi xe. Anh Tài ơi, anh Tài kéo cái dần xe cho đô cả anh Tài ơi. Gom cái từ 6 giờ anh em ơi. Sáu giờ vô nè, 6 giờ vô, xe tải lên trước Tài ơi, xe tải lên trước đi. Em về Lâm An rồi. Về Lâm An hả, vô đánh trụ, đánh vô trụ đi, Biện Kinh đánh vô trụ. Sập từng dưới. Sập từng dưới, đứng yên đánh, ai chết 12 giờ vô nha anh em.
Ai chết 12 giờ vô, đỡ chỗ chỗ đánh vô, đánh vô, đánh mạnh vô. Qua 3 giờ luôn, đánh mạnh qua 3 giờ luôn. Đẩy mạnh qua 3 giờ kìa, tay đánh mạnh qua 3 giờ, kéo xe qua 3 giờ kìa, ai chết Dương Châu vô. Đứng yên đánh, đứng yên đánh. Đứng yên đánh, tỉa cái the ra đi. Ai chết 12 giờ vô anh em. Đánh vô chỗ luôn, đánh mạnh vô chỗ luôn. Đánh mạnh vô chỗ luôn. Rồi đam, đam chỗ đi anh em, đam chỗ đi. Đam còn lại chặn 6 giờ. Đánh xuống 6 giờ bỏ trụ ra cho Hai Sơn bung thôi. Còn lại vàng đam 6 giờ đi. Ai chết 12 giờ vô. Vàng đam 6 giờ đi. Ngân bỏ trụ, bỏ trụ. Rút ra cái từ 6 giờ luôn. Rút ra cái từ. Rút ra cái từ 6 giờ, bỏ rút ra từ 6 giờ anh em ơi. Bỏ trụ đi, bỏ trụ rút ra từ 6 giờ nè. Rút ra cái từ 6 giờ. Đánh ra cái từ 6 giờ luôn. Kệ nó. Đánh ra từ 6 giờ luôn. Gom cái từ 6 giờ nè. Ai chết vô cái từ 6 giờ gom luôn anh em ơi. Gom cái từ 6 giờ anh em ơi. Anh Phúc ơi, có cái xe vẫn để chạy nhanh đó. Rút ra cổng, rút ra cổng 6 giờ, rút ra cổng 6 giờ. Rút ra. Coi cái nào em ơi, hai cho anh nạp trong vô ấy. Rút ra cộng thành phù luôn, rút ra thành phù luôn. Đánh ra thành phù luôn, đánh ra thành phù luôn anh em. Không có xe cho, không có hạt nào anh cầm đầu xe được. Gom ra thành phù luôn, gom thành phù luôn. Đánh ra cổng thành phù luôn, ai chết cổng thành phù biển kinh luôn. Kiếm thần hết kẹt rồi. Cổng thành phù anh em ơi, gom cổng thành phù nè. Ai chết vô thành phố Bình Kinh luôn anh em ơi. Tự xé đi, tự xé đi, tự xé đi. Tự xé đứng ngoài mua máu đi anh em ơi. Đứng ngoài mua máu đi. Gom 12 giờ, Dương Châu qua 12 giờ. Dương Châu bước qua Bình Kinh cái gom lại nè, bước qua Bình Kinh cái gom lại. Chỉnh xe ra Dương Châu đi anh em ơi. Gom lại. Bước bảo đem phá vỡ xe nó vào quận tường nha, nó vào quận tường em anh chỉ cho anh đeo lốc xe này, chỉnh xe nè. Ví dụ em đang đứng bị kinh luôn, anh muốn xe đi Dương Châu á, cái chỗ ô tô á chép vô bỏ cái chỗ mà tìm đến vị trí cái thằng đà hạt chính đang đứng á là nó vẫn chạy Dương Châu nó qua đó. Gom lại thành phố Dương Châu bước qua biển kinh gom lại cái anh em ơi. Em yêu cầu đừng có anh em nào lấy trụ nữa nha anh em. Giờ này không còn bất tử nữa đâu, đừng lấy trụ nha anh em. Không ai lấy trụ nữa nha anh em. Dương Châu bước qua biển kinh gom nè anh em ơi. Anh em nào còn ở ngoài thành ở thành khác này về hết Dương thành phố Dương Châu bước qua biển kinh giùm em một cái đi. Tại ngành từ 3435 40 anh. Rồi 18 19 21 anh. Giờ này em chia đội luôn nè. Anh Hà Còi nè, anh Hà Còi xích lên chỗ Mr. Lịch Lãm ơi. Xích lên trên nè, anh Hà Còi ơi, xích lên đây. Rồi anh Băng Thần xích lên luôn. Băng Thần, đứng ngay chỗ Hà Còi nha. Rồi anh Exterminator gì nè, với anh Hả Long luôn, hai người đứng đó luôn đi. Rồi anh Cung Long Bùa đâu rồi, Cung Long Bùa. Chạy nhanh đi nè, chạy nhanh đi, xích lên luôn. Chạy nhanh đi. Ai cầm chạy nhanh đi vậy? Em ơi đón chính cả, ai muốn rút thì cứ rút thoải mái nha anh em. Chạy nhanh đi, không có trên cm nha. Gọi chim to nè, chung đội với Băng Thần nè, xích lên, xích nó đây đứng nè. Rồi Cùi Thánh xích lên luôn. Đừng có chạy lạng xạ nữa anh em, để chia đội coi. Cái xe ai kìa. Xe đứng im, xe này. Rồi anh xích Hỏa Vương nè, xích lên luôn, xích lên đây luôn. Xích lên trên nè.
hai năm ngủ độc bùa tay đâu, ngủ độc bùa tay bấm số 2 kênh bang giùm em cái ơi. Đọc câu bếp kìa, đọc câu bếp kìa. Thì đâu lên chưa? Rồi anh ruộng lúa nè, ruộng lúa xích lên đây đi, ruộng lúa đánh chung với đội này luôn đi. Rồi đội 1 nha. Rồi nguyên đám này đội 1 rồi về đi. Rồi xích đứng im đi, đứng im đi. Chưa thêm đội nữa. Anh đạt hồng tiêu nè, xuống đây. Xe em đang giữ lắm mang ấy nha. Rồi đứng đây, ok. Bởi bê bê tại à, tại vớt nè, đứng đây luôn. Đứng đây em, mới tới chỗ mới tại làm. Ờ đó, đi chọn đội hàng tiêu á. Rồi anh heo mập nè. Anh heo mập nè. Xuống xuống dưới, ừ. Rồi anh F9 cục Ken gì nè. F9 cục Ken nè, xin xuống dây giùm em luôn đi. F9 cục Ken. Anh rầu đâu rồi? Rầu đâu, xuống xích xuống đây ơi. Ra đội này ơi. Chí Quy vậy anh em. Rầu ra đứng ngay chỗ đạt phòng tiêu nè. 248 207. Rầu ơi. Đừng ai đánh chỗ Lâm An anh em ơi. Bỏ chỗ Lâm An đi. Buồn. Ơi, đừng ai đánh hết. Anh buồn tại vì ai nè, anh buồn tại vì ai, xích xuống đây vô đội này luôn anh, buồn tại vì ai ơi. Xích vô đây, chỗ heo mập nè, BF tên nhớt nè. Ở đây nè. Rồi những anh em mà đội 1 á, chết, chết nhảm lên là đội 1 đi giùm em đi. Rồi hoa sen nè, hoa sen đánh vô cái đội, đánh vô cái đội đội này luôn đi. Rồi anh BB phút gà nè. Cũng gà xuống dưới đây luôn. Rồi ai hoa sơ nữa. Ai hoa sơ bấm số 2 trên bàn giùm em đi. Thằng bé đi, bé cầm hoa sơ đúng không bé? Hạ cọ vô đội kia rồi, hạ cọ đội 1 rồi. Bé tùng hoa sơ đấy. Rồi để ta cắt cái trụ đi vô máu đỏ cái nó lấy trụ đi vô rồi. Rồi nè, còn những anh em kia là đội 2 nha. Để em kiếm thêm Nga Mi. Nga Mi. Bên đây con Gami rồi, còn con Gami nào nữa? Ngoài chim to ra còn Gami, ờ anh em F9 Cuba nè. Ủa, cho si thoát vậy? Xuống đội 2 giùm em luôn anh ơi. F9 Cuba. Rồi ok đó. Rồi đó, đội 2 nha. Anh em chết nhãn đội 2 giùm em đi, đội 1, đội 2, còn lại đội 9 nha. Rồi đứng mua mẫu mua na gì đi anh em ơi. Phúc ơi, Phúc ơi, bị kinh đông cho anh mấy xu không? Cho con kia... Cái dàn xe ra chỗ khác đi. Lấy xu bị kinh nam anh ơi. Đây, nè. Đây, bao nhiêu xu? Em 20-25 xu vậy. Giao dịch ạc, à, chứa đồ số lượng lớn nè. Có mặt nạ với trang sức không? Không anh. Rồi bị kinh ai phá vỡ ơi kìa. Đang hỏi đọc kìa. Phúc coi BM kìa. Nào lát kìa. Quá nó phá đủ là miền kênh rồi nha. 8 lấy nhà anh không. Sao chứ? Đã phá đủ miền kênh rồi hả? Gom lại đi anh em ơi. Đứng hay là sao? Đứng im đánh kìa, đứng im đánh đi. Đứng im đánh kìa, đánh vô ngay cổng kìa. Ngay cổng thành phố bước qua miền kênh kìa anh em ơi. Vô cái từ 12 giờ đi, vô cái từ 12 giờ. Vô cái từ 12 giờ. Biết rồi, thấy rồi. Vô cái từ 12 giờ anh em ơi, biển kênh vô cái từ 12 giờ gom đi. Vô cái từ 12 giờ, chạy vô cái từ 12 giờ. Vô cái từ tổng lực vô cái từ 12 giờ giùm em một cái đi. Mày lo tập trung đánh nha Phúc. Đánh gom cái từ 12 giờ nè anh em ơi. Anh em nào chết thành phố biển kênh vô 12 giờ, cái từ 12 giờ gom giùm em một cái đi. Biển kênh độc bá lấy rồi nha. Thấy rồi, thấy rồi. Gom ở từ 12 giờ nè. Rồi đội 1 vô cắt cái trụ máu đỏ đi. Cắt trụ máu vàng thôi. Đội 1 vô cắt trụ máu vàng đi. Đội 1 thôi nha, còn anh em lại gom ở từ 12 giờ giùm em đi. Nó đóng tới 12 giờ số lượng lớn. Quýnh ra thành phố luôn, đánh ra thành phố, đánh ra 12 giờ luôn anh em. Đánh ra ranh giới luôn, đánh ra 12 giờ đánh ra ranh giới luôn, đánh mạnh ra ranh giới. Đánh mạnh luôn, đánh mạnh, ai anh em nào chết, xe chết gom thành phù biển kinh nha. Đội 1, cắt máu đỏ trụ biển kinh đi.
còn lại gom thành phố Bình Kinh nè, chết phần gom thành phố Bình Kinh đứng. Gom thành phố thôi, cổng thành phố Bình Kinh. Gom lại cổng thành phố Bình Kinh anh em ơi. Máu đỏ chưa vậy đội 1 ơi? Rồi rồi, gom thành phố nè. Anh em tự sát gom thành phố Bình Kinh giùm em đi. Coi coi cái lâm an nha, đừng có lấy cái lâm coi, bá lấy lâm an nha. Kệ nó. Gom cổng thành phố Bình Kinh anh ơi. Này em tổng lực gom thành phố Bình Kinh giùm em cái đi. Đừng đánh nữa. Máu đỏ được rồi, đừng đánh nữa anh ơi. Gom thành phố Bình Kinh nè. Biết nhỏ đó, chuẩn bị cắt trụ lâm an nha. Đằng ngăn lại đừng cho nó cắt. Biết nhỏ cắt được. Cái không có đâu được có cá. Anh em chết cái thành phố Bình Kinh, Dương Châu bước qua Bình Kinh đi. Dương Châu bước qua Bình Kinh. Dương Châu bước qua Bình Kinh anh em ơi. Nó no đồng lắm đó nha. Dương Châu bước qua Bình Kinh nè. Gom lại. Quýnh cái tàn cái xe nó đi. Dương Châu bước qua Bình Kinh gom nè anh em ơi. Gom lại đi, gom lại đứng im đó đi. Coi chắc đo màu mày cái chú Tuấn Dương ở đây bị anh cô Hiệp hiệp đấy. Phường Tương rồi lên cổng sở chơi kia. Cô bố đại lý lên lên cô, em bố đại lý chứ. Gom đi, gom bước cổng thành phố Dương Châu bước qua Bình Kinh giùm em cái đi. Rồi gửi xe đứng yên nè, hạ tay nè. Hạ tay xuống 3 giờ, Bình Kinh xuống 3 giờ, Bình Kinh bước qua Phượng Tường nè, xuống 4 giờ. Hạ tay thôi, xe đứng yên nha. Xuống cái cổng mà bước qua ranh giới Phượng Tường, Bình Kinh Phượng Tường á. Gom lại. Rồi rồi rồi. Cứu qua phần tồn nè anh em. Sao mình không vô chù mình đánh lấy chù mình lông mình phải luôn. Rồi rồi mình lùa anh phục củi nó ập vào mình thua. Biết nhỏ lấy mang rồi nha. Rồi rồi. Cắt loại sử máu đỏ đi ấy ơi. Gom nó từ 3 giờ phần tồn nè, gom nó từ 3 giờ phần tồn nè. Đã từ 3 giờ. Đội tay đó, gom nó từ 3 giờ phần tồn giùm em cái đi. Đập quá nó qua đánh luôn rồi nha. Gom lại, rồi vô chậu. Go go anh. Máu đỏ luôn rồi, máu phần tồn. Bá máu đỏ. Đánh về 12 giờ, 12 giờ về Bình Kinh luôn, thành phố luôn. Lên 12 giờ về Bình Kinh, thành phố Bình Kinh đi. Đụng xe đó nha. Đụng tự sát luôn anh ơi, đụng tự sát luôn nha. Đụng tự sát khỏi. Một đống luôn á. Rồi đụng tự sát đi, đụng tự sát về là Dương Châu bước qua Bình Kinh. Tự sát đi. Sao chứ? Về lại Dương Châu, anh em chết đi. Về lại với... Về lại thành phố Dương Châu bước qua Bình Kinh giùm em cái đi. Lâm An sao rồi? Chủ Lâm An máu đỏ nha, cô huyết nhỏ nha. Rồi rồi rồi. Gom lại đi em. Chạy cái xe mày đi chỗ khác đi, đừng có vô trụ nữa, chạy xe mày đi chỗ khác đi. Cọc bá đó bá. Cái xe mày lên 12 giờ đi, tao kêu cái xe mày lên 12 giờ, xe mày lên 12 giờ đi. Cái xe vào Bình Kinh nha. Ok, cọc bá nó phá nha. Cái xe vào Bình Kinh rồi. Hai chạy đi, chạy đoàn này đó, cứ tập trung đâu gì kia nó. Chủ đâu. Gom đi, gom thành phố Dương Châu bước qua Bình Kinh giùm em cái đi. Mua máu me đủ đi anh em ơi, mua máu đầy rương đi. Không phải đánh gãy chủ Bình Kinh nhỉ?
Lâm An nó đập gãy rồi nha. Tộc bá đập gãy rồi nha. Cắt lại đi, cắt máu đỏ để đi. Kéo lên trên đi. Rồi em đang đứng ở 12 giờ nè, từ 12 giờ nè. Cắt máu đỏ được không? Đợi xíu em qua Lâm An rồi, không cần đâu, không cần ai qua đâu. Chúng bên kia đi. Thằng Quyết đem máu đỏ. Cho Quyết bung máu đỏ đi. Để cho Quyết bung đi. Mày đừng đánh nữa, để cho rồi Quyết bung đi. Để tự sát về mua máu, mua máu rồi. Cái xe em tài, tài anh chỉ cho. Cái xe em á đứng trong trong cái trụ độc phá luôn. Gom đi anh em, mua máu mua me đầy đủ đi anh em ơi. Mày bún chi à, bún nhỏ. Hỏi đi máu gì được rồi em, đừng có bùm nữa bún nhỏ. Xích chè chè ra anh, xích chè chè ra. Xích chè chè ra. Nó đỉnh bao xe đấy, nó đỉnh bao xe nó gầy chu ấy. Xe mày đứng trong cái trụ á, đó, là nó quýnh vô tự động cái trụ của nó. Đục, thằng Huyết nó đang đứng ở trong trụ viện kinh rồi. Giờ nay không phải được trụ nào hết nha anh em, không được phải trụ nào hết nha. Gần cả từ 12 giờ đi, vô cả từ 12 giờ viện kinh em ơi, vô cả từ 12 giờ. Di chuyển toàn lực vô, cả từ 12 giờ viện kinh nè. Vô hết toàn lực, vô cả từ 12 giờ viện kinh giùm em đi. Gom mới từ 12 giờ. Gom hỏi ổng vô nha. Đam luôn, đam xuống, đam vô, đam vô trụ đây em ơi, đứng yên 12 giờ đam vô trụ. Nó lên á, đụng luôn á. Đứng yên đánh, đứng yên đánh. Ai chết Dương Châu vô. Đánh mạnh vô luôn, đánh mạnh xuống luôn, đẩy mạnh xuống luôn. Đẩy mạnh cái xe lên, đẩy mạnh cái xe lên. Cái xe đẩy mạnh lên nó tan kìa. Ai chết 12 giờ vô Dương Châu lẹ lên. Vô Dương Châu qua biển kinh 12 giờ luôn. Lẹ lên em ơi. Vô lên 12 giờ vô kìa, 12 giờ đẩy vô kìa. Gom lại cái tư 12 giờ luôn. Gom lại cái tư thôi. Gom lại cái tư 12 giờ anh em ơi. Đánh ra cổng, đánh ra cổng 12 giờ, đánh ra cổng 12 giờ. Đánh ra cổng 12 giờ. Đánh rút ra cổng luôn. Đánh ra thành phố luôn, đánh ra cổng biên giới luôn. Đánh mạnh ra cổng biên giới luôn. Lẹ lên em ơi, đánh rồi đánh rồi chạy đi. Chạy ra ngoài á, chạy ra gom gom cổng, gom cổng bước qua biển kinh thôi, đừng có chạy vô nữa. Em kìa, em kìa. Mít ai vậy? Em hai, em hai vậy, em hai vậy. Gom thành phố Dương Châu đi anh em ơi, thành phố Dương Châu đi. Gom thành phố Dương Châu nè. Rút ai còn sống chạy qua Dương Châu luôn, vậy qua thành phố Dương Châu đứng giùm em đi. Gom hết thành phố Dương Châu giùm em đi. Chạy qua thành phố Dương Châu đứng đi anh em ơi, đừng có đứng biển kinh nữa, chạy qua. Giang trái ngăn bơm màu lên anh ơi, giang trái ngăn ai kẹo qua giang trái ngăn giờ bơm màu lên anh ơi. Tập trung nhá, phút cuối tập trung đi. Đứng im thôi, đứng im nha, đứng im nha, nó qua đó. Anh em phục của nha, đặt một tương của anh em mua màu chu cho em với. Đứng im thôi. Đứng im đánh anh em ơi, đứng im đánh gom lại nè, gom xét lại. Ai chết thành phố Dương Châu luôn nha. Di chuyển qua cổng miền kinh, di chuyển qua cổng miền kinh, di chuyển qua cổng miền kinh, lẹ. Di chuyển qua cổng miền kinh. Di chuyển mạnh qua cổng miền kinh luôn. Gom lại anh em ơi.
Quá quýnh không nổi với nó á. Anh em mà chết di chuyển có lẹ lên, di chuyển gom cổng ở thành phố Dương Châu qua Biển Kinh nè. Gom lại anh em ơi. Đánh vô 12 giờ luôn, đánh mạnh vô 12 giờ. Đánh mạnh vô 12 giờ luôn. Đánh mạnh vô cả từ 12 giờ Biển Kinh luôn. Vô cả từ 12 giờ Biển Kinh em ơi. Vô cả từ 12 giờ Biển Kinh lẹ. Bỏ chạy. Bỏ chạy vô cái từ 12 giờ nè, đánh mạnh vô cái từ 12 giờ nè. Ở sau đánh mạnh vô, cái xe nó chặn cổng 12 giờ nè, đánh mạnh vô. Anh em gom anh á. Vô cái từ 12 giờ gom. Vô cái từ 12 giờ gom. Đánh lại ra cổng, đánh ra cổng 12 giờ, đánh lại ra cổng 12 giờ. Ai chết 12 giờ vô nha. Đánh lại ra cổng luôn. Xe nó vô 6 giờ lại nha. Xuống đánh xuống 6 giờ luôn, xuống 6 giờ. Đánh xuống 6 giờ, bỏ trụ ra nha, bỏ cái trụ ra nha. Đánh xuống 6 giờ luôn. Đánh 6 giờ, đánh mạnh xuống 6 giờ, chặn hẻm 6 giờ lại. Đánh mạnh xuống 6 giờ, chặn cái hậu chạm 6 giờ lại. Lẹ lên em ơi, ai chết 12 giờ vô. Đánh chặn chặn hẻm 6 giờ lại. Đánh xuống ra cổng thành phố luôn, đánh ra cổng thành phố luôn. Đánh mạnh ra cổng thành phố Biển Kinh luôn, lẹ. Cổng anh vua, cổng anh vua. Một xe 12 giờ này, ngã tư 12 giờ tập trung một xe này. Kệ nó đi, đi theo đi anh, đi theo TV tập trung lại. Phải tập trung hết đường mình lại được. Sau lưng này đó, sau lưng đó. Quay lại sau lưng quýnh. Quay lại sau lưng quýnh, quýnh vô 6 giờ, quay lại quýnh vô 6 giờ lẹ. Quýnh mạnh vô luôn. Đá mạnh vô anh em, quýnh mạnh vô cái xe không à, quýnh mạnh vô. Nó tan á. Ai chết dần phụ vô Biển Kinh chạy vô. Đánh vô luôn. Ở sau kìa, đánh sau đẩy vô kìa. Ai chết Biển Kinh vô. Gom cái từ 6 giờ rồi, gom cái từ 6 giờ nè, quên. Gom cái từ 6 giờ anh em ơi. Đánh mạnh lên 12 giờ luôn, đánh mạnh lên cái từ 12 giờ luôn. Anh ai chết phần phụ Biển Kinh vô nha anh em. Đánh lại 6 giờ, đánh lại 6 giờ một cái, đánh lại cổng 6 giờ một cái. Đánh mạnh lại cổng 6 giờ nè. Anh em nào chết thành phụ Biển Kinh đi. Đánh mạnh ra 6 giờ, đánh mạnh ra cổng 6 giờ, lẹ lên. Ở ngoài ở ai chết phần hồ Biển Kinh chạy vô liên tục đi. Đứng chặn cái cổng cổng 6 giờ lại. Chặn cái cổng thành 6 giờ lại, ở ngoài chạy vô. Ở ngoài đánh sâu móc vô. Đánh mạnh ra thành phố luôn, đánh mạnh ra thành phố luôn. Đánh mạnh ra thành phố anh em. Ở ngoài Biển Kinh thành phố ai chết Biển Kinh vô. Ở ngoài ai chết vô liên tục đi anh em ơi. Biển Kinh gà ai chết vô cái tự vô cổng thành gom nè. Lâm An đang đọc bá đang máu đỏ nha. Đánh mạnh ra thành phố luôn, chạy ra mạnh thành phố luôn. Chạy ra thành phố anh em ơi. Có đây thủ gái quay ạc sang tài nha. Đánh ra thành phố nè. Thành phố chạy vô, thành phố đánh vô gom lại thành phố đánh cái đánh vô nè, đánh vô cổng luôn. Di chuyển vô cổng lại. Đánh vô cổng lại. Đánh vô cổng anh em ơi. Để xác quá em ơi, tập trung lại đi. Gom lại thành phù, gom lại cổng phù Biển Kinh, gom lại cổng thành phù nè. Đánh ra cổng thành phù cái, gom lại luôn nè. Để lên em ơi, đánh ra cổng thành phù gom lại nè. Phá cái xe đó đi. Anh em ai chịp mua mẫu nha, từ từ anh em ai chịp mua mẫu nè. Anh Nguyên, chọn Ngọc Nữ nè anh Nguyên. Mua mẫu mẹ lên em ơi. Trên phần phòng cổng thành phù Biển Kinh gom lại lên. Nhanh tập trung nhanh tay lên. Nhanh tay lên em ơi. Tự xé đi anh em, tự xé đi, tự xé đi. Tự xé thành phố Dương Châu lẹ lên. Tự xé thành phố Dương Châu, thành phố Dương Châu bước qua Biển Kinh lẹ. Lẹ lên. Đội 1 vô trụ biển vô trụ Dương Châu, cắt cái trụ Dương Châu đi. Rồi qua tập trung lẹ. Lẹ lên. Còn lại anh em tập bước qua Biển Kinh à, gom cái từ vô từ 12 giờ luôn. Vô từ 12 giờ còn lại vô từ 12 giờ. Đội 1 cắt cái trụ Dương Châu đi. Đội 1 cắt cái trụ Dương Châu còn lại tập trung ngã tư 12 giờ Biển Kinh lẹ. Gom trụ ngã tư 12 giờ Biển Kinh lẹ lên em ơi. Dương Châu mỏng quá, Dương Châu mỏng quá. Con
đừng có đánh, đừng có đánh miệng cá, anh đừng có đánh mang mấy anh ơi. Rồi bữa từ 12 giờ. Đội 1 đội chịu được không? Đội 1 cắt được không? Chạy ra ngõ. Đó, 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 cắt gãy chỗ lẻ lên đi. Có mấy hạt à? Ờ Dương Châu ra. Gãy chỗ đi, Dương Châu gãy chỗ đi rồi chạy về miền kênh lẻ. Đúng rồi. Chú đi em mấy người cho. Mấy người cho. Rồi bữa từ 12 giờ nè, đừng có bỏ, đừng có đuổi nữa anh em. 27 rồi kìa. Di chuyển qua 9 giờ, di chuyển qua đánh solo, đánh vô luôn. Đánh vô chỗ, đánh vô chỗ miền kênh, đánh vô chỗ miền kênh. Đánh vô chỗ. Xé từng trên, xé từng trên, xé từng trên, quấn. Quấn đi anh em, cái xe không à. Đánh mạnh vô, ai chết phụ Dương Châu vô. Đè lên. Cái xe còn, cái xe gà ở ngoài sau gà, đánh mạnh lên. Chạy qua đội 1 về lại với Biển Kinh, đánh về lại Biển Kinh. Ai chết phụ Dương Châu, phần phụ Dương Châu vô, đè lên. Đội 1 về lại Biển Kinh nè, quấn về lại Biển Kinh nè. Quýnh vô Biển Kinh, liên tục đi, nói tan kìa. Đẻ lên. Đánh mạnh vô Biển Kinh anh em ơi, 12 giờ đánh mạnh vô Biển Kinh. Đánh mạnh vô Biển Kinh, 12 giờ đánh mạnh vô Biển Kinh kìa. Lấy trụ anh em ơi, canh thủ đi. Ở lấy trụ rồi chạy về Biển Kinh đánh, đẻ lên. Ở Lâm An cắt trụ đi, Lâm An cắt trụ đi. Từ từ từ, đây tập trung. 12 giờ Biển Kinh vô liên tục đi anh em ơi. Trụ độc ba cứ đánh đi, trụ Lâm An để em lo. Vô 12 giờ kìa, lẹ lên. Đánh chỗ đánh người thôi, không có đánh chỗ nha, 12 giờ vô. Gom lại, đánh vô, ở ngoài 12 giờ đánh vô liên tục đi anh em ơi. Đánh số 6 giờ luôn, đánh mạnh số 6 giờ luôn, 12 giờ đánh mạnh số 6 giờ lẹ lên. Đánh mạnh số 6 giờ. Đánh mạnh số 6 giờ chặn cái 6 giờ lại nè, lẹ lên. Cái xe nó chạy vô liên tục nè. Đánh mạnh số 6 giờ, bỏ cái trụ đi. Chạy vòng một vòng nó man đi Tài ơi. Không biết nó bắt trụ rồi. Ô tiên chậu. Ô tiên chậu, ô tiên chậu. Đường môn tiết chậu Hoa Sơn tiết chậu đen lẹ. Còn lại vàng đam 6 giờ. Ai chết mi châu 12 giờ vô liên tục anh em ơi. Đánh đi, đánh chậu đi Phúc Cà ơi. Đánh chậu đi anh em, Hoa Sơn buông chậu đi. Còn lại anh em đánh nè 6 giờ nè, chặn cái 6 giờ lại. Ưu tiên chậu đi. Đánh số 6 giờ nè. Ưu tiên chậu. Đánh số 6 giờ. 12 giờ Hoa Sơn đâu, ưu tiên chậu lẹ lên. Đội 1, đội 2 về Biển Kinh lẹ. Vô chậu Biển Kinh lẹ lên. 12 giờ vô chỗ Biển Kinh vô liền ưu tiên chậu anh em ơi. Hoa Sơn ưu tiên chậu ra. Hoa Sơn ưu tiên chậu ra. Ai chết thằng rụt Biển Dương Châu chạy vô Biển Kinh lẹ liên tục anh em ơi. Nó tan rồi kìa. Hoa Sơn buông kiếm là không. Hoa Sơn buông kiếm đi. 30 giây rồi đó. 30 giây. Vô chỗ. Đánh vô chỗ anh em, vô chỗ liên tục đi. Hoa Sơn buông chỗ đi. Hoa Sơn ưu tiên chậu đi. Đánh còn lại vài đám 6 giờ kìa. Còn lại vàng đam 6 giờ. Trời ơi, nhận đâu? Hoa Sơn ưu tiên chậu đi. Chậu đâu, chậu mà chậu trời. Nó đang đứng bên Lâm An nè. Hoa Sơn về đánh 6 giờ nè, lẹ lên. Ưu tiên chậu đi. Ưu tiên chậu đi anh em. Ưu tiên chậu đi, quýnh từ từ thôi. Ưu tiên chậu đi. Hoa Sơn ưu tiên chậu, sát vô chậu quay. Buông mạnh lên, ưu tiên chậu. Ưu tiên chậu đi. Tổng lực ưu tiên chậu, lẹ. Ưu tiên chậu anh em. Ủa tiên chậu đi. Hoa Sơn ưu tiên chậu lẹ lên. Đứng hai chân út sát cái chậu ơi. Trời ơi, trời ơi. Ba, cái chậu còn đi xeo mà. Mình không. Mình không mà không ai đánh. Nó ngại ôm Lâm An hoài. Lâm An ăn đúng không vậy? Ta, em đang giữ Lâm An, bé gạo nó đứng bên Lâm An không biết làm gì. Bên đó không mình. Ba chủ của mình không. Thôi 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 được rồi được rồi. Bung thấy Hoa Sơn đắt không bung mà. Hoa Sơn bung, Hoa Sơn bung đứng phải. Hoa Sơn bung sát trụ mới ăn được. Mày ôm cái Lâm An hoài, sợ mà không có sợ. Biển Kinh có ai bung chứ không trụ đâu. Hoa Sơn bên mình yếu quá, bung dây à. Nổi vô xe bung chết liền. Đó còn có mình không mà, còn còn trụ mình không à. Hoa Sơn mà yếu quá. Ờ quýnh vậy được rồi anh em ơi. Nhưng mà cái trụ Bình Kinh á mình không mà không bung được luôn, bồ có bồ trụ hết luôn à. Ôm Lâm An hoài. Ba thằng mình ba thằng tán mấy lần mà không nổi thì kiêu phè quá. Cái trụ của mình rồi, có nhỏ không chịu về Bình Kinh đánh thụ nữa. Thôi bây giờ không có trách